Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vào một ngày cận Tết. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn 10 độ C, nhưng trong phòng tổng đài cấp cứu, không khí lại rất nóng. Những cuộc gọi liên tiếp, người dân cần hỗ trợ khẩn cấp. Theo thống kê, dịp cuối năm, trung bình mỗi ngày có tới hơn 400 cuộc gọi tới tổng đài cấp cứu 115, nhưng chỉ 1/4 trong số đó là những cuộc gọi đúng mục đích. Rất là buồn rằng là vì những cái cuộc gọi trêu kia mà chúng tôi không tiếp cận được đến bệnh nhân nhanh và thời gian trên đường khách quan mà chúng tôi không tiếp cận đến bệnh nhân được. 2 phút sau khi nhận được thông báo, kiếp cấp cứu gồm một bác sĩ, một điều dưỡng và một lái xe đã ngay lập tức lên đường. Thời điểm này, trung tâm duy trì 15 kiếp xe hàng ngày, 5 kiếp trực tại 11 Phan Chu Trinh, Hà Nội, 3 kiếp tại Từ Liêm, còn 3 cửa ngõ Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm, mỗi trạm 2 kiếp, thêm một kiếp phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chuyên thu gom bệnh nhân tâm thần lang thang. Các đầu mối được thiết kế chặt chẽ, thông tin sẽ được chuyển tới trạm gần nhất để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp cứu. Trong những cái ngày Tết này thì ngoài những cái việc mà đáp ứng cái tai nạn thì 115 cũng được giao nhiệm vụ là phục vụ những cái hoạt động văn hóa, thể dục văn hóa văn nghệ, rồi thì phục vụ cái bắn pháo hoa trên địa bàn Hà Nội. Thì chúng tôi cũng đã bố trí cái lực lượng để mà tham gia, để mà phục vụ khi mà có sự cố. Tất cả trang thiết bị thuốc men và dụng cụ thuốc men là phục vụ bệnh nhân rất là chu đáo. Trời lạnh như này là chúng tôi chuẩn bị chăn băng lông hay chăn này giữ ấm cho bệnh nhân, oxy rồi tất cả là đầy đủ. Nhiều năm qua, những nhân viên y tế này chẳng mấy khi có một cái Tết trọn vẹn. Số lượng người ít nên lịch trực cũng dày đặc suốt những ngày cao điểm. Tôi về đây là gần 10 năm rồi, nhưng mà tôi ngày năm nào tôi cũng phải trực 30 Tết. Là những là đối với tôi, năm nay tôi mới được trực là 29 Tết. Đấy. Cho nên là rất là cực, nhưng mà buộc phải thế thôi, đã là nhiệm vụ rồi, thì sẵn sàng. Dịp Tết, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm luôn rình rập. Không ai muốn phải đi viện trong những ngày này. Nhưng để người dân có một cái Tết trọn vẹn, thì cấp cứu đã sẵn sàng. Nhiều người cũng sẵn sàng cho tình huống không có Tết.